Tới Bắc chưa anh? Xe bữa nay chạy gì đâu mà như rùa bò ngựa. Có gối dựa ngủ đã quá ha. Mắc chứng gì bữa nay tôi cứ ngồi thò lõ, không ngủ được miếng. Sợ bà Sáu chứ gì? Kẹo bán không được là tại mẹ, chứ có tại anh đâu mà cứ lo. Đã nói với anh rồi, gom hết vốn đi, Hùng vô làm ăn với em. Đi lấy hàng bên Trung Quốc về bán. Một, lời hai, lời ba cũng không chịu. Bộ chơi tôi không bằng bả chứ gì. Cả cái xứ dừa này ai đẹp qua cô được. Đã vậy buôn bán giỏi hơn người, ngu sao chê. Có điều phải từ từ. Tôi nói với cô là đừng liêu mạng. Hàng họ đang ế ẩm, dừa trái thì cao, dân người ta đốn dừa để trồng nhãn hết rồi, ai cũng đi Trung Quốc buôn hàng, cũng một vốn bốn lời. Cô nghe tôi lần này đi, giao hết vốn cho tôi buôn hàng, đừng đầu tư thay đổi máy móc nhà xưởng làm gì. Ai nói gì thì kệ người ta, tiền này là tiền vay ngân hàng bằng việc thế chấp toàn bộ nhà xưởng của cha tôi để lại, kể cả đất đai vườn tược. Tôi nói với người ta vay để mở rộng nhà xưởng sản xuất, chứ không vay để buôn hàng Trung Quốc về đây bán. Bây giờ thì lời, mai mốt làm sao biết được. Các con tôi lấy gì mà sống? Cha ở Suối Vàng biết được cái xưởng kẹo này bị dẹp mất, ổng làm sao mà yên. Anh đưa lại tiền cho tôi. Tôi biết lắm mà. Cô lấy tôi chỉ vì ông già ép buộc phải có một thằng cu li giữ lò kẹo thôi, chứ cô yêu thương gì tôi. Cả chục năm sống với cô, có ba mặt con, cô có coi tôi là chủ nhà đâu. Có bao giờ tôi quyết định chuyện gì đâu. Người ngoài thì coi trọng tôi, chứ cô thì coi tôi như thằng đầy tớ. Thôi được, cô cứ làm theo ý của cô, tôi đi đường tôi. Chặt cho sát gốc hết nha. Chú hai, chặt luôn cái đó đi, bên này cũng vậy nữa nè. Chú hai, chú hai, chú hai, chú hai, đừng chặt bỏ vườn dừa này. Dừng nó lại đi chú hai. Còn lại chú hai mà chú hai. Cô Sáu đừng cản tôi mà. Tôi biết đất này, vườn dừa này, ông ba đã cho gia đình tôi sinh sống mấy chục năm qua. Nhưng bây giờ dừa rẻ đường mắt, ai người ta cũng chặt bỏ dừa trồng mía. Tôi không làm, lấy gạo đâu cho sắp nhỏ mười mấy đứa ăn cô Sáu. Vườn dừa này của chú mà chặt nữa thì kể như xưởng kẹo của con dẹp luôn. Chú giữ lại đi, con sẽ đi vay tiền trả trước cho chú, được không? Người ta trả chú một, con trả chú một rưỡi. Chú làm ơn đi. Thank you.
Trời ơi, cô Sáu, cô Sáu, cô Sáu, có sao không cô Sáu? Đàn bà con gái mà đi cuốc liếp trồng vườn chi cho khổ vậy nè. Thôi à, cô Sáu, cô à, ngồi đây nghỉ đi. Để tôi đi cuốc mấy ụ nữa rồi về. Đất ruộng phèn xưa nay chưa có ai lên liếp trồng dừa hết á. Cô cứ đòi thử thì tôi làm thử giúp cô vài vụ cho mãn nguyện, chứ chắc gì được. Mà cô làm cho đổ bệnh, bỏ mấy đứa nhỏ ở nhà, tội tụi nó. Dạ, cảm ơn chú Hai. Con nghĩ là được. Mình đắp ụ cao, rốc phèn, vừa đó cũng chịu. Nếu được á, mình trồng hết cua ruộng này cũng được bổn á. Từ từ mang em hai cái từ. Nữ hoàng của tôi đến trễ 10 phút. Vô đi. Cô Lý Quẩn Khiết, đây là người mẫu nổi tiếng. Con nuôi từ đó. Chào cô. Cô biết tiếng gì không? Không. Tiếng Anh nói được chứ? Nói được chút chút. Thôi, vô công việc đi. Mời cô. Mời cô. Đây là ảnh mới nhất của cô ta. Đang là sinh viên năm cuối của khoa mỹ thuật công nghiệp. Thích ăn chơi, quậy phá, nhưng không dễ gạt. Tôi đã tìm hiểu kỹ. Chỉ có anh là thích hợp với công việc này. Luật sư, đẹp trai, con nhà giàu. Giá bao nhiêu? 25.000 đô la Mỹ. Quá hẻo. Không đủ để uống cà phê tỏ tình. Vậy con muốn bao nhiêu? 30.000. Anh tưởng tôi đi cướp nhà băng hả? Không, bà là cướp sản nghiệp của một dòng họ. Cậu là đồ quỷ sứ. Thám tử tư nào mà cũng như cậu ấy, thì chết người ta hết. 25.000, nhưng thời hạn rút xuống còn 1 tháng. 30.000, đừng trả giá vô ích. Thập Thảo, nghe cái tên cũng hay. Nhưng chắc vì bà ta đã giao bảo bối gia truyền của mình cho con gái. Chắc chắn, vì bà ta có 3 đứa con. Một đứa con trai lớn, nói giỏi, đã chết vì tai nạn. Còn 2 cô con gái, cô kia khờ khạo, ít học. Mọi trọng trách đang nhắm vào cô này. Tính tình lanh lợi, học hành tấn tới. Nhưng có điều, được cưng chiều quá, đâm ra cũng hơi đỏng đảnh. Yên tâm đi, cô gái có cảm tình với anh đó. Mọi việc tôi sẽ lo cho.
Thưa dì Sáu, mọi việc ở đây đều ổn. Ừ. Em làm luôn ca chiều sao? Thằng Bảy đâu? Dạ thưa, bữa nay vợ thằng Bảy mất đi nhà thương khám bệnh, tối mới đổi ca cho con. Ừ, ráng giữ sức khỏe nha. Dạ. Đợt hàng này phải giao gấp sang châu Âu với số lượng lớn. Dạ. Tụi em ráng làm nha. Dạ. Làm 3-4 ca, phải phân công nhau cho hợp lý. Dạ thưa dì Sáu, tụi con biết mà. Ừ. Dạ thưa cô Sáu mới lên. Con Thảo có nhà không? Dạ thưa cổ, ở trên lầu. Lơ hả? Mấy ông đụng tôi bây giờ tính làm giả hả? Tôi phải đợi người ta chứ, nếu không cũng yên đâu. Bên kia. Sao ỷ sức ân hiếp phụ nữ vậy? Cô ta ngăn ngược quá, đụng người ta như vậy mà không chịu đền. Thôi, coi như cả hai cùng xui nha. À. Alo. Hả? Vẫn không thấy nó ở dưới đó hả? Vậy chứ mỗi ngày nó có thường về trễ như vậy không? Ê, tôi không tin anh Tú là luật sư đã hết thời gian tập sự đâu nha. Vậy anh giống diễn viên điện ảnh. Giai đông Gun á. Thật sao? Ừ. Chẳng hiểu cái em chàng Gun đó đã bao giờ bị sát ái tình đánh chưa hả? Chắc chắn anh nào cũng bị chết đứng ngay khi tiếp xúc với em, đúng không? Nè, tôi hỏi thiệt anh nha, chắc nhiều cô chết khi nghe anh nói câu này rồi, đúng không? Thạch Thảo này không thích nghe những bài ca sáo, xin báo trước. Chị thích đua xe đúng không? Hả? Anh vừa nói gì? Sao anh biết? Hey. Má. Má. Trời, má. Má có sao không? Sao má lại nằm đây? Má lên hồi nào vậy? Sao con đi học tới giờ mới về?
Trường nào mà dậy khuya vậy hả Thảo? Vừa thấy mặt con thì má đã la rồi hả? Con đi học về bị quẹt xe, phải đền tiền, tới giờ mới về đó má. Con điện thoại về cho má, nói cần mấy chục triệu để làm gì? Con muốn mua xe. Xe gì? Xe Jeep á má. Con giỏi quá ha. Con coi đi, có ai con gái chạy xe trên càng với con không? Chưa đủ sao? Giờ con muốn đổi qua xe Jeep. Con lên thành phố để học hay để sưu tầm xe? Má tính á, kỳ này cho con về dưới luôn, khỏi học hành gì nữa hết. Con chuẩn bị thi cuối năm rồi, má làm con mất tinh thần là con hết thi được luôn. Tới chừng đó má không cần dọa, con nghỉ học luôn á. Đưa trước 5.000 để làm lộ phí đi lại, số còn lại sẽ gửi khi hoàn tất công việc, và sau đó là quà tặng thêm cho cậu. Sao cậu thấy được chứ? Alo. Alo. Hơi bị lâu quá, chưa ngủ dậy phải không tiểu thơ? Tôi để em gần một thế kỷ rồi, hôm trước hẹn gì quên rồi sao? Má em lên. Hả? Em nói gì? Má em lên hả? Ừ. Vậy thì tối nay mình gặp nhau cho cũ ha. Thôi bữa khác đi. Ừ, không sao, chờ thêm vài thế kỷ nữa cũng được mà. Sao giờ này con chưa đi học? Bữa nay con học chiều, sáng phải ở nhà. Má, chừng nào về hả má? Gì? Có chuyện gì không? Thì con hỏi cho biết vậy mà. Má còn ở đây cả tuần. Hôm nay á, má định vô trường hỏi coi con học hành ra làm sao đây. Má, má khoan đi, con muốn nói với má chuyện này nè. Có chuyện gì mà quan trọng dữ ha? Chắc là học hành ở trường có vấn đề phải không? Đâu có má. Chuyện là con không muốn mua xe nữa, má khỏi cho tiền con. Còn chuyện học hành của con thì khỏi lo, má muốn kiểm tra lúc nào cũng được, chỉ sợ má tốn thời gian vô ích, bỏ bê công việc ở dưới nhà xưởng nữa.
Con à, công ty đang tới hồi phát đạt. Nhiều hợp đồng kẹo được xuất sang Ả Rập, sang châu Âu, đang tới tấp được ký. Má bỏ một ngày là mất nhiều thứ. Công việc dưới đó dồn ứ hàng đống. Nhưng mà tới nước này rồi, má sợ. Má lo cho con hả? Ừ. Trời ơi, Thạch Thảo của dòng họ Cao này đâu dễ hư hỏng vậy má. Với lại má nói con giống y đúc má hồi còn trẻ, mà má còn lo nổi gì chứ. Con biết rồi đó, việc gia đình má chỉ trông cậy vô con. Má đặt niềm tin vô con. Cái sản nghiệp này má cũng giao lại cho con. Vậy mà tối ngày cứ lo đua đòi, biểu má không lo sao được. Con hứa với má là con mua xe nữa. Má muốn thì nói chú Năm giữ luôn xe của con. Một tuần nữa là con thi kiểm tra cuối học kỳ rồi, thi xong con về. Má yên tâm đi mà. Giờ má về dưới lo công việc đi. Liệu ổng có chấp nhận không? Yên tâm đi, bạn thân anh mà. Đây là mẫu dễ của cô Thạch Thảo, bạn gái của Tú, người mà Tú đã giới thiệu mình hôm trước. Chào chị. Nghe nói em học ngành thiết kế thời trang phải không? Dạ. Ủa, còn cậu Tú đâu rồi? Cậu ta đang điện thoại ở ngoài. Nhìn các phác thảo của em á, chị thấy em có năng khiếu, rất cá tính và phá cách. Lại cũng là bạn thân thiết của Hoàng Tú nữa, chị phải tiếp thôi. Nhưng em thích chất liệu gì? Em thích nhất là lụa tơ tằm. Kính thưa quý vị, được sự dẫn dắt tận tình của nhà thiết kế Liên Hương, nhà tạo mẫu trẻ Thạch Thảo đã hoàn thành bộ sưu tập áo dài bằng chất liệu tơ tằm, phá cách những đường nét gò bó để tạo vẻ đẹp vừa truyền thống vừa mang hơi thở của hiện đại. Alo. Sao? Vui không em? Vui lắm anh. Ủa, mà sao giờ này anh chưa tới vậy? Cho anh xin lỗi nha, hôm nay có chuyện đột xuất, không tới được. Hẹn ở chỗ cũ ha. Chuẩn bị ra mắt Thảo ơi. Dạ em ra liền. Ok ok. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ nhà tạo mẫu trẻ Thạch Thảo và nhà thiết kế thời trang Liên Hương. Bây giờ em về đi, ngày mai nói sao. Đi.
đi đâu? Đi vòng quanh thành phố. Tốn cần, đưa tôi về. Có những sai lầm trong quá khứ, hậu quả giải quyết mãi cũng không xong. Kệ anh, không liên quan gì đến tôi cả. Có chứ, phải cùng đương sự giải quyết. Quên đi, quay xe lại. Em chắc giống má em phải không? Con gái xứ Dừa ai cũng sắt đá như vậy sao? Không hiểu sao ngày xưa ba em tán tỉnh được má em ha. Anh đang muốn học hỏi kinh nghiệm đây. Thưa cô Sáu, có tin của cô Út trên Sài Gòn rồi. Anh Năm ngồi xuống đi đã. Thôi được cô Sáu. Anh nói đi, tôi đang sốt ruột đây. Dạ, cô Út đang quan hệ với một cậu luật sư tên Tú. Gia đình giàu có, con một quan chức, nghe nói cũng tử tế đàng hoàng. Có chiếc xe thể thao màu trắng, thường đến đón cô Út đi học, đi chơi. Dẹp cái giọng lừa đảo của anh đi. Không, đây chuẩn bị đồ về quê. Không cần. Cậu làm gì mà cứ như nhân viên cứu quả vậy hả? Kiếm ai? Xin lỗi anh, tôi muốn gặp cô Thảo. Cậu chờ đây, để tôi lên coi cổ có còn ở nhà không đã. Dạ. Còn ở nhà, nhưng quên chưa hỏi cổ có tiếp cậu không? Tên gì, quan hệ thế nào? Dạ, tên Hoàng Tú, người yêu của Thạch Thảo. Hả? Cái gì? Cậu nói cậu là... Thôi được rồi, cậu vô đi. Đã nói là không cần người đưa tiễn kia mà. Đâu có ai đưa tiễn ai đâu. Vậy hả? Tốt, ngồi chơi nha. Tôi phải đi đây, xế chiều rồi, đường dài lắm. Dừng lại, pha sắp chạy rồi. Cho đi, đi gấp lắm. Thôi xuống đi. Trên trời sao thấy được chứ. Anh đi đâu đây?
về thăm gia đình người yêu. Ai yêu anh? Anh yêu em. Thế kệ anh. Ngày xưa có hai vợ chồng. Chưa có ơi, lấy một mụn con. Mặc dù nghèo khổ. Thưa má con mới về. Có gì ăn không má? Con đói rã ruột luôn nè. Họ hay dạ con chào bác. Người chẳng quản ngại vất vả. Dạ thưa bác, con là bạn, là bạn của má. Ảnh đang muốn làm người yêu con đó má. Không mời mà dẫn xuống đây để ra mắt má đó. Má nhìn mặt mũi ảnh cho kỹ nha má. Còn đây là bé ba, chị gái tôi. Chào chị. Đưa bạn sang phòng nghỉ, tắm rửa rồi đi ăn cơm. Bé ba xuống coi hâm nóng lại đồ ăn cho tụi nó, rồi lấy thêm cá nấu canh chua nghe. Dạ. Con cảm ơn bác. Ừ. Alo, tôi đã tiếp cận được với gia đình Thạch Thảo. Rồi rồi, được rồi, bà cứ yên tâm, mọi việc đâu sẽ vào đó thôi. Có tin gì tôi sẽ báo. Hàng này xuất đi các nước Đông Âu đó con. Hút nhất là đũa, khay đựng trà với các ống đựng bút. Từ thời ông ngoại bé Thảo, chỉ có một mặt hàng là kẹo. Qua 20 năm gầy dựng lại, nay bác phát triển lên thành 300 mặt hàng. Cháu thấy đó, tất cả những sản phẩm ở đây đều tạo ra từ dừa mà thôi. Nước dừa trước đây bỏ thúi đất, giờ bác cho kỹ sư nghiên cứu sản xuất thành thạch dừa và nước màu dừa. Phân xưởng nằm ở bên kia kìa. Chút nữa bác đưa con qua đó coi. Chứ thời buổi này, dù kẹo mình có ngon, đặc biệt đến đâu, mà chỉ có một sản phẩm, thì cũng không cách nào cạnh tranh nổi với người ta. Bác kêu nó đi học luật, mà nó không chịu. Mê thời trang, mỹ thuật. Tối ngày cứ ra đây mày mò đủ thứ. Con coi, nó đang làm thợ kìa. Thảo mà cũng biết làm những món tinh xảo này à. Chắc chắn anh thích món quà này. Bác Sáu định tổ chức tiệc gì mà có vẻ sơm dữ vậy? Bác muốn có một bữa cơm gia đình để mừng cháu thôi. Một bữa cơm đúng nghĩa là đặc sản của xứ dừa thôi mà. Chúng ta sang những con sâu này hả? Anh ăn thử đi. Đây là món chỉ dành cho vua chúa hoặc khách đặc biệt quý đó. Cảm ơn nha. Em mời anh mà sợ anh ăn thiệt lại mất phần. Con đuông này nó chỉ ăn được phần đọt dừa non. Có nó là phải mất một cây dừa đó. Tàu hủ dừa đó, sắc nhỏ trộn gỏi, ngon hơn bất cứ loại gỏi nào. Còn nhiều món từ dừa lắm. Thôi mình vô ăn, để má chờ. Thank you.
Alo, tôi nghe đây. Tôi đang ở xưởng kẹo dừa đây mà. Vậy là tốt quá rồi. Cố gắng lên nghe cậu Tú. Liệu có thành công không? Khoảng 20 ngày nữa tôi sẽ về Việt Nam. Nhưng nếu xong sớm, cậu báo liền cho tôi thu xếp về liền. Thôi được, bà nôn nóng quá. Đừng gọi tôi nhiều, không tốt đâu. Vậy nha. Ở đảo vài ngày đã thấy buồn đúng chưa? Muốn về thành phố đô hội bất cứ lúc nào cứ tự nhiên, không cần xin phép mổ đây. Thảo nè, em có biết gì về cái công việc làm ăn của cái xưởng kẹo này không? Tại sao anh quan tâm đến điều đó? Má em quá vĩ đại, bà lại đang kỳ vọng ở em. Mọi bí quyết làm ăn của công ty bà đã giao hết cho em rồi đúng không? Em phải ý thức về vai trò của mình nhiều hơn nữa. Giao đi Trung Quốc nè con. Từ đầu năm tới nay, số lượng 3 tháng bằng cả năm ngoái á. Kẹo Trung Quốc nhiều loại ngon lắm, tràn vào thị trường mình cũng nhiều. Mà sao kẹo Thạch Thảo lại tràn sang bên đó nhiều vậy? Lẹ đi anh ơi. Rồi, mới 15 thùng à. Trong kẹo này có gì đặc biệt mà họ ăn nhiều vậy hả bác? Kẹo dừa lắm đó con. Nhưng mà kẹo mình á, thì có công thức pha chế đặc biệt, truyền từ đời này sang đời khác, chỉ cho duy nhất có một người nắm giữ mà thôi. Bác định truyền bí quyết đó lại cho ai? Cháu thấy Thảo có vẻ không chí thú lắm với cơ nghiệp này của bác. Thế hệ trẻ tụi cháu còn thiếu bản lĩnh hơn cha mẹ của mình hôm nay. Công thức pha chế nằm ở chỗ nồi nấu này đó con. Kẹo trên thành phố chưa thanh toán được, người ta kêu không bán được, ngậm hàng dữ lắm. Thank you.
kẹo dừa bán không chị? Có phải kẹo dừa của chị Sáu Bánh Tre không? Dạ nuốt lấy bán không chị? Chờ má về ăn luôn nghe chưa? Dạ. Thôi, hai đứa ăn cơm trước đi rồi đi ngủ. Khuya lắm rồi. Ăn xong thì bé Ba đi lấy thêm vỏ dừa, bỏ vô để hun khói, đuổi muỗi nha. Dạ. Xong tắm rửa thay đồ cho em đi ngủ. Anh ra ngoài đón má. Dạ. Tèo ơi! Tèo! Con đâu rồi? Tèo! Tèo à! Chuyện gì vậy con? Con có làm sao không? Tèo! Má ăn thử đi. Mấy người bán kẹo ở Hà Tuyên kêu kẹo của mình chỉ có một loại. Ăn thì cứng, giấy gấu dính tèm lem, tôi xa kẹo Thái Lan. Má coi kìa, con xay lá dứa, trộn đậu phộng. Vừa thơm, vừa béo. Má thử coi, ngon lắm, chắc là bán được. Đi, chở nhiều quá nguy hiểm lắm. Đâu có được má, con phải cực nhọc cả tháng đi chào mời. Giờ người ta chịu đặt hàng, mình không giao đủ, người ta lấy hàng khác mất mối thì sao? Hay là để má đi hàng miệt dưới đó cho. Con ở nhà, chút nữa đi Sài Gòn đi. Không được đâu má ơi, mấy người bạn hàng dưới đó quen mặt con rồi. Con đi chuyến này là đủ tiền trả nợ ngân hàng rồi. Chuyến sau con giao lại cho cô Năm đi.
trễ bắt rồi. Má vô đi. À, chút xíu nữa là quên. Gì đó con? Má lên Sài Gòn ráng tìm mua là bánh tráng mỏng để thay giấy gói kẹo ra má. Người ta kêu hoài mà mình không làm được là thua luôn á. Con nghe người ta nói ở ngoài Hà Nội có một nhà máy bánh kẹo gì đó lớn lắm. Chỉ có ở đó là có máy sản xuất loại bánh tráng mỏng đó thôi. Anh hai ơi, đi bán về mua bánh cho em ăn nha. Bé Thảo, bé Ba ở nhà phải ngoan. Anh hai đi làm về mua bánh cho. Bé Ba ở nhà nhớ coi chừng em nha. Dạ. Đi chú hai. Hồi đó ông ba có cho anh coi công thức pha chế kẹo Thạch Thảo không? Hồi nào anh chưa ngó thấy cái tờ giấy trong cái hộp đó cả. Trước khi chết, ông già giao tận tay cho Sáu Mân luôn. Sáu Mân cất kỹ lắm. Anh cũng chưa thấy cất ở đâu. Mà hỏi chi? Em tính bán nhà sang Trung Quốc làm ăn. Ở bển, nhà nước đang ưu ái khuyến khích làm ăn buôn bán. Mình qua bển làm đầu mối giao hàng về bên này, lời hơn, khỏe hơn. Đứa nào phải phá đêm khuya vậy? Anh hai chết rồi. Sao ba không về nhà với con? Gan lì lắm, quá ra cũng sợ ma. Trời, cô giỡn gì mà đọc điệu quá vậy? Mà con gì vậy? Em phá anh đó. Bị gì mấy tối nay em cứ thấy anh hay ra đây ngồi. Mất ngủ hả? À? Hay nhớ bồ? Ai bắt ở đây đâu mà cứ ở miết làm chi vậy? Giờ em đưa anh đi một vòng nghe. Ừ. Em có lạnh không? Anh thấy lạnh. Em bơi xuồng thành ra đâu thấy lạnh. Thảo tập cho anh chèo ghe đi. Em đưa anh qua Cồn Phụng chơi nha. Cồn Phụng là đâu vậy? Là một cái cồn, một hòn đảo nhỏ nổi lên giữa dòng sông đó mà. Em có một vương quốc riêng ở trên đó để cất giữ những gì quý giá nhất. Hy vọng
anh cũng được cất giữ trên đó. Anh ngồi xuống đi, sắp tới rồi. Đẹp không? Mặt lá dừa tươi tước cộng rồi đan lại đó, hoang dã không? Em mặc bộ này còn xuất sắc hơn những nhà tạo mẫu thời trang chuyên nghiệp nữa. Em có thiết kế đồ nam không? Có chứ. Anh có muốn thử không? Ừ. Mời anh. Em có phim gì vậy? Anh xem được không? Anh cứ tự nhiên. Chào hoa. Hàng giả, hàng nhái đang hoành hành giết chết hàng thật. Để những doanh nghiệp làm ăn chân chính đi vào chỗ lao đao. Chính quyền đang nỗ lực cùng các doanh nghiệp để các ngăn chặn, nhưng không đơn giản. Vậy mà, có một người phụ nữ Việt Nam đã thật kiên cường trong việc bảo vệ thương hiệu của mình. Đó là bà Cao Thị Ngân, tên thường gọi là bà Sáu Vân. Đài truyền hình chúng tôi đã dựng lại hình ảnh những ngày gian khổ của bà để giới thiệu rộng rãi đến quý vị khán giả xem đài trong cả nước. Bây giờ đã gần 12 giờ rồi, hai vợ chồng ngọ tính đi về rồi, nhưng cũng gian chờ chờ chút á. Dạ, xin lỗi anh chị, đi một mạch từ 4 giờ sáng, bay ra Hà Nội, chờ đổi máy bay cả mấy tiếng. Đến sân bay Quảng Đông, em đón xe đi thẳng về đây luôn. Đâu có nghĩ là vợ chồng anh chị Lâm ngồi đi chờ, quý hóa quá. Mình làm việc luôn tại đây được không? Được. Được lắm đó. Bà đã cùng một người bạn là đại lý của bà đi rong ruổi khắp các chợ và phát hiện ra một sự bất ngờ. Người Trung Quốc vẫn mua kẹo dừa của bà rất nhiều. Có điều, kẹo dừa mà người Trung Quốc đang mua dùng là kẹo giả, cứng hơn, ít béo hơn, không thơm ngon như kẹo của bà sản xuất. Bà đau đớn, ấm ức vì người ta đã ngang nhiên ăn cắp nhãn hiệu của bà. Người ta đang làm mất đi tiếng thơm của kẹo dừa Bến Tre. Nguy hiểm hơn, nhãn hiệu kẹo của bà người ta đang làm thủ tục đăng ký bản quyền tại các cơ quan chức năng của Trung Quốc. Hiện tại, bà muốn tôi làm gì? Vậy bây giờ bà muốn chúng tôi phải làm gì? Thứ nhất, tôi muốn các ông từ chối việc đăng ký nhãn hiệu kẹo dừa của một công ty rừng dừa nào đó, dựa vào bản phân loại của nhóm 30 chủng loại kẹo dừa trên thị trường quốc tế để từ chối. Thứ đến... Chị nói chạm lại, ngăn thôi. Để tôi còn nhớ bài việc nữa chứ. Thứ nhất, 你们 根据在国际市场30种糖果的种类，而不接受在海南野生公司登记食草的商标。Thứ đến, xin ông xem xét toàn bộ hồ sơ để phê duyệt cho công ty chúng tôi được đăng ký nhãn hiệu kẹo dừa.
Có hình chính tôi được in trên tất cả các nhãn hiệu bao bì. Ông ngó coi. Đây là thương hiệu của tôi đó. Xiang. Hen xiang. Hào piao la. Ông chê tôi bây giờ xấu hơn trong ảnh đúng không? Không không. Ông chỉ khen là chị đẹp quá. Chị nói tiếp đi. Tôi tin tưởng vào nhà nước Trung Hoa. Cũng như nhà nước Việt Nam chúng tôi luôn đứng về phía công lý để bảo vệ lẽ công bằng. Thưa ông, nếu như ông không bảo vệ được nhãn hiệu kẹo chính hiệu này để hàng giả hoành hành, thì người thiệt thòi đầu tiên chính là người tiêu dùng Trung Quốc. Những người bạn của bà đã chán nản định bỏ cuộc. Nhưng người Trung Quốc có câu: cùng tất biến, biến tất thông. Để được như ngày hôm nay, gia đình bác và bác đã đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Cháu có muốn biết không? Ủa? Sao chị chưa về? Tôi tưởng anh chị về nhà lâu rồi chứ. Hay là vô đây nghỉ với tôi? Đứng mấy ngày liền trời lạnh, chân cẳng sưng dù lên hết, phải bóp dầu á thì mới ngủ được. Có chuyện gì vậy chị? Chị vô đây nói chuyện đã. Chị sao ạ? Có chuyện này chị đừng có giận chui nha. Tôi vừa là người quen thân với chị ở Việt Nam, vừa là bạn hàng lâu năm, nhờ làm đại lý kẹo Thập Thảo mấy năm qua mà vợ chồng tôi mua được đất, xây được nhà, có tiền cho mấy đứa nhỏ nó ăn học. Tôi mang ơn chị nhiều lắm. Nhưng mà trong chuyện này tôi sợ không nổi ạ. Có chuyện gì chị cứ nói thẳng ra đi. Sai á thì tôi sửa. Vậy thì tôi khuyên chị là ngưng công việc chống lại hàng giả thôi. Không có kết quả đâu. Một ngày đứng suốt ngoài chợ như vậy, tôi với chị giải thích được cho mấy người. Mình đâu có thể đứng suốt ngoài đường ngoài chợ như vậy được. Đâu có. Kế hoạch ngày mai là tôi nhờ chị đưa lên đài truyền hình, nhờ họ giúp đỡ giùm. Chị làm sao có đủ tiền để mà quảng cáo trên truyền hình chứ? Tốn bao nhiêu cũng phải làm. Nhưng mà hàng giả ngày càng nhiều, giá rẻ hơn, chị làm sao cạnh tranh nổi? Hay là không bán ở đây được thì bán nơi khác, chị thấy được không? Có bán hết nhà xưởng tôi cũng không bỏ cuộc. Tôi đang bị tụi nó theo sát từ sáng tới giờ. Tụi nó là ai? Có đông không? Là tay chân của tụi làm hàng giả lo. Ba bốn thằng đang đứng đằng xa. Chị đừng có quay lại. Nếu vậy anh đến thẳng sở công an đi, đưa toàn bộ hồ sơ trình bày với người ta. Còn địa chỉ sản xuất của tụi nó đâu? Đưa cho tôi đi. Còn bà nhà tôi đâu? Sao không đi với chị xuống đây? Sáng nay tôi có nhờ chị Lâm xuống đài truyền hình để đưa họ xuống đây rồi. Chắc chút nữa họ tới. Họ rất nhiệt tình, hỗ trợ mình trong chuyện chống hàng giả này lắm. Không mất tiền mà họ còn được hỗ trợ riêng một chương trình giới thiệu hàng thật, hàng giả, cách phân biệt. Thôi, tôi vô đó trước đây. Không được đâu, chị không nên nghe nó một mình, nguy hiểm lắm đó.
Bà dám lần mò tới đây sao? Vị chết các ông là ai? Tôi là ai? Không cần biết. Vậy chứ, các ông có biết tôi đã được nhà nước Trung Hoa cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền cho kẹo dừa trên cả nước chưa? Các ông có biết sản xuất kẹo giả nhãn hiệu của người khác là phạm pháp không? Chủ cơ xưởng sản xuất này là ai? Tôi muốn gặp, được không? Đưa bà ta đi gặp bà chủ ngay cho tao. Bà chủ. Ai kêu tụi bay đối xử tệ hại với cô Sáu vậy hả? Cởi trói Tháo Băng ra, nhanh lên coi. Dạ. Xin lỗi chị Sáu, vì đón tiếp không chu đáo. Chị bất ngờ lắm đúng không? Tôi chỉ bất ngờ vì cách cư xử của cô thôi cô Hoa. Chứ khi tôi cầm mấy gói kẹo giả là tôi nghĩ ngay đến cô rồi. Một mình tôi tìm tới đây mà không sợ gì. Làm gì tôi nghĩ sẽ được gặp lại cô và ổng. Tình xưa nghĩa cũ, không lẽ không ngồi nói chuyện với nhau được. Nhưng mà tôi đâu ngờ cô lại tệ như vậy. Thôi đủ rồi, chị không cần phải lên lớp dạy đạo đức cho tôi. Thương trường là chiến trường mà chị. Tôi cũng nói rõ để chị khỏi mất thời gian. Hôm nay tôi buộc chị phải ký vào các bản thỏa thuận này. Chị coi đi. Đúng là chị già đi nhiều lắm rồi đó chị Sáu. Mà cũng phải thôi, thời gian mà. Cô Hoa, ba sắp nhỏ có khỏe không? Có ở đây không? Chị ký hay không ký? Cô Hoa, cô đã cướp chồng tôi, bỏ lại mấy đứa con nhỏ bơ vơ. Giờ cô còn tính cướp luôn cả sản nghiệp của tụi nó sao cô? Chị nói vậy là không phải rồi. Anh Mạnh, ảnh tự ý bỏ chị, theo tôi qua bên này buôn bán, ăn nên làm ra. Chứ tôi có giật dọc của ai đâu. Mà chị gieo tiếng ác cho tôi vậy chứ. Còn cái biên bản này nè, chị nói tôi cướp là cướp ở chỗ nào? Không phải anh Mạnh là người làm giàu cho dòng họ chị suốt mấy chục năm qua đó sao? Nhãn hiệu kẹo dừa là chung của chị với ảnh. Bây giờ chia đôi, chị làm ăn ở bên đó, tôi với ảnh ở bên này. Đất ai nấy trồng, nhà ai nấy giữ. Sao chị tham lam quá vậy chứ? Chị qua tới bên này dồn ép tụi tôi vô đường cùng là sao? Nói thiệt là bây giờ tôi có ký vào tờ biên bản này để đồng ý cho cô với ông Mạnh chính thức là một phân xưởng ở đây cũng không được. Vì sao? Chất lượng kẹo của cô bên này quá kém, bán phá giá đã đành. Ăn không ngon, người ta đâu có mua tiếp nữa mà bán. Cái chính là ở chỗ đó đó. Chị đã ký vào biên bản này rồi là chị phải có trách nhiệm cung cấp cho tụi này công thức pha chế gia truyền, mới thống nhất được chất lượng kẹo, giữ uy tín nhãn hiệu. Như vậy mới đi được đường dài chứ, đúng không? Cô dẫn chứng nào tật đó? Tôi đâu phải là con nít. Bây giờ tôi không ký, cô đem giết tôi à? Chị đúng là cứng đầu. Giết? Không. Nhưng giữ lại cho đến lúc nào xong chuyện thì có thể được. Ông Mạnh đâu? Cho tôi gặp ổng đi đã. Ông Mạnh về Việt Nam mua dừa, một tuần nữa mới về. Bà đừng hy vọng
chồng cũ của bà giúp được gì cho bà chứ? Ổng không có quyền hạn gì đâu, cũng là thân lừa thôi. Bà có ký không? Ký xong tôi trả cho bà 10.000 đô la Mỹ, gọi là tiền mua bản quyền. Cô thử trả tôi 100.000 đô coi có được không? Nói chi 10.000 đô. Quên ba cái chuyện này đi cô Qua. Thôi được, rượu mừng không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Thích thì chiều. Buông tôi ra, buông tôi ra. Khoan vui cha chú. Buông ra. Ba đường sư, cha chú. Bị phụ, thì ba đường sư kẻ phụ gì thì bằng cha ngoại của đến. Chọc, phải chọc. Mời vô. Ông ngồi đi, đừng nói gì hết. Tôi không muốn nghe gì từ ông cả. Thôi ông à, cái gì đã qua thì cho qua luôn đi. Đừng bể nại cho cô Qua, tôi đã giết từ tối qua rồi, nhưng bây giờ mới ký. Thôi thì ông mang về nộp liền cho công an đi. Ông đi đi. Anh định giở trò gì phải không? Có điều gì đó rất mờ ám, anh nói đi. Ở đây có nước, có sông, có trời và có tôi. Anh nói thật đi. Anh thấy sợ. Sợ mọi thứ. Sợ chính cả bản thân mình. Đúng là anh đang chạy trốn. Chạy trốn chính mình. Vì sao? Vì cái gì? Anh cũng không biết nữa. Anh phải biết. Thảo, anh chỉ biết là em thật đẹp, em thật tuyệt vời. Và anh yêu em. Anh làm gì mà cứ tắt điện thoại hoài vậy? Không khi nào em gọi được? Bộ anh mê con nhỏ rồi hay sao? Anh nói đi. Anh chỉ cần có 30.000 đô thôi, hay còn cần nhiều hơn nữa?
Anh nói đi, anh có nghe em nói không? Chừng nào thì về? Có, nghe đầy tai hết rồi. Cô nói hết chưa? Có thể là 2 ngày, 2 tuần, 2 tháng, mà cũng có thể là 2-3 năm nữa anh mới về. Tạm biệt nha. À, có chuyện quan trọng anh muốn nói với em. Tiền đối với anh quan trọng thiệt, nhưng hóa ra tiền trong lúc này không phải là thứ quan trọng nhất. Vậy hả? Tôi dưỡng Khiết đang ở chỗ cũ đây. Cô ấy đã dọn mình sạch sẽ, và cả sân banh nữa, tất cả đang chờ đợi cậu. Dung chân chiến di thắng hòa, khen a siêu si siêu hòa. Em yêu anh nhiều lắm. Em chờ anh. Thà xui ta hình to, xui dê gì, quả thương bùi tổ. Sáng mai, lúc 5 giờ sáng, ai không có mặt ở đây, người đó là gì? Không phải con người. Xin lỗi, tôi có việc, tôi phải đi xa gấp. Tôi sốt ruột một, người đẹp đang sốt ruột tới 10 lần. Chờ đợi lâu quá đó. Khui rượu đi em ơi. Không cần đâu, tôi chỉ có mấy phút ngắn gọn thôi. Sao, sao gấp cái gì hả? Hôm nay thì cô Lý sẽ là của cậu đó. Cậu đưa cho tôi chiếc hộp, rồi chở cô đi ngay cũng được. Không, cô cứ ở lại với bà Hoa đi. Chị kiểm tra là đi, còn nguyên vẹn, không có thiếu một xu nào đâu. Chào, không hẹn gặp lại. Tại sao vậy? Bộ cậu làm không được sao? Hay cậu chia ít, tôi sẽ trả thêm cho cậu được không? Hay là tôi cứ để cho cậu chở cô Lý đi chơi trước cũng được. Thôi đủ rồi, sao bà chậm hiểu quá vậy? Bây giờ bà có cho tôi 10 cô Lý hay 10 lần số tiền này, tôi cũng chịu. Tôi xin lỗi, được chưa? Chị Ba, anh Tú đâu rồi? Chị mới vừa đưa ra ngoài đảo. Anh cũng giữ đúng lời hứa quá ha.
bánh vàng, lòng linh như giọt sương sớm mai trong lành giữa cuộc đời. Em như muôn vì sao sáng trên khung trời, thơ ngây như cội hoa trắng sẽ đâm chồi hoa sáng trong đêm tối. Em như vô vàn cơn sóng cuốn trôi đời ai đi mãi. Cơn gió